Đoàn xe chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam được xe cảnh sát Indonesia dẫn đường đưa đến dinh Tổng thống. Ngay từ cổng của dinh Tổng thống, đội nghi lễ gồm quân nhạc, kỵ binh và đội nghi lễ trong trang phục truyền thống đa màu sắc của Indonesia đã đón và dẫn đoàn vào dinh. Tại nơi đỗ xe, Tổng thống Joko Widodo đón, bắt tay, chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Indonesia. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng thống Joko Widodo mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Indonesia. Cùng lúc đó, nhiều loạt đại bác chào mừng đã vang lên, thể hiện sự coi trọng chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đội trưởng đội danh dự quân đội Indonesia đã mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Tổng thống Joko Widodo và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước dự lễ đón.